Đi chứ à? May mắn cục xúc Mây thằng này thật. bay to rồi. Vãi cả trưởng này, thua này. Bực chứ nhỉ? Đấy chứ mà. Bị gì mà bực? Ủa mân phui gì nhó? Cứ bấm chậm 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 luận. độ. Sao vậy? Hay quá mày kim. Hay quá. Luận ơi. Ủa bên bùi nhá. Nghe thấy rồi. Nhà giữa sao? Không không, nhà ngoài cùng á. Nhà giữa. Ngoài cùng á. Nhà giữa này mọi người. Nó còn không thèm lút 8x cơ. Chắc có một mình. Sợ hãi không? Đang nghĩ kiểu làm gì đây? Phải làm nó sao ngay, đi? Nó ngay phòng giữa. Ui giật cá mình. Ui giật cá mình. Tay ra mồ hôi quá. Nếu nó có cả tem thì hơi nhỏ. Đây với cả team nó chưa ở một phòng nó ngồi thì sao nhỉ? Rõ ràng em nghe tiếng chân trước mặt em mà. Anh bảo là nhà hoa cùng mà. Từ tay ra một. Lại hồn. Thằng này cũng có play gun này. Rồi bắn luôn. À đi vào bò đi. Nhà ngoài cùng. Em có chẳng nghe được. Mình cũng nghe ở giữa rồi. Ông này hô ngoài cùng. Sợ chó ga mình. Cú lửa ga mình. Còn mỗi thằng này nữa đây. Hết rồi. Thôi đi vào bo bắn flare rồi. Ok. Cứ sao đi. Cũng đủ đồ rồi. Đi. Trai hát rồi. Nam sẽ chiến đầu. Đi trả đến kiếm chính của mình. Thế. Ô kìa. Phải chính nhau cái chính nhau cái này. Rồi. À mở mở hai mở con 14 rồi ra này. Ô. Bắn đâu đấy? Gì đấy? Nó có smoke rồi, để không rồi. Nó đâu đấy? Không sao cứu được mà. Anh ngồi xuống rồi phát đây sao nó bắn được anh nhở? Luận à, ấn có máu không anh? Trong khu nhà. Có. Có máu không? Tôi xịt cổ máu. Nhà nào nhỉ? Nghe thấy tiếng không? Có nên bắn cái Rosa không ta? Anh bắn rồi hả? Để... Mày bắn đi em cứ ra. Không không, anh bắn đi, anh bắn đi, anh bắn đi, anh bắn đi. Anh cầm phòng màu 16 bắn đi thôi. Cứ lôi ra trên này nữa này. Rồi đấy, kìa lên lấy đi anh. Đồ lấy cho tôi xin con Ska. Ska dưới này này rồi. Mẹ chạy thế này rồi, chúng nó không rồi, thể bắn luôn. Rồi. Chạy rồi. Đây này. Ở Ska trên à? Ở Ska ở trên. Ui. Chạy đi, chạy đi, chạy chạy luôn. Anh làm hô ở dưới. Điên à, tôi mang lên mà. Đâu cần nó mang lên cho. Nó vừa vứt ra ở dưới, nó mang lên mà. Lại trưởng trái nói mình đừng chạy xuống. Quên, quên, sorry. Mình đứng đây mình bắn sao lại nói được anh. Có cố không mà bắn. Có, 8x. Có 4x này lấy không? Đâu ném đây. Thế đưa red dot đây, holo đây. Đây. Không thấy nó ở đâu nha. Ừ anh cũng đéo biết nó ở đâu luôn. Nghe tiếng ca bên này nữa. Bỏ khu đồi này đi, khu đồi này xấu vãi còn nổi. Ừ. Không có chỗ backdoor đâu, à không có chỗ backup đâu. Đi 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 đi. Đẩy vào vô trên kia giết bọn kia lấy đồ. Được, hợp lý. Bắn nó phải cục không? Có cái Rosa là phải cục lên. Cho nó biết mình là ai. Và mình là shipper kìa, chân kìa, chính kìa, như thế nào. Đâu 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 đâu. Yếu ơi, thằng còn lại yếu ơi. Nông 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 nông. Ok. Cứ luôn. Tưởng nó đâu nó đây. Bọn chúng nó đây gì đâu. Ồ. Bơm máu lên đi. Cứu lợn đi.
Tôi mẹ lại trò chơi nhân phẩm rồi. Không sao đâu. Sao rồi? Không sao. Gạt được sao? Gạt đi. Còn một thằng nữa mà, còn một thằng anh nốc nữa đâu ấy nhở? Từ từ từ. Đánh thôi. Kia luôn. Một 135 có người à? Ừ, 355, 355. 355. Nó anh cái anh bơm máu. Có mỗi băng đít không còn nước à. Trong nhà kìa. Ngon. Ngon ngon ngon. Chết luôn không? Trong nhà tôi, có trong nhà tôi, có trong nhà tôi. Vỡ đầu vỡ đầu rồi. Trong nhà xanh xanh đấy luôn. Ok ok ok. Nếu được bom vào. Còn một. Đi không? Rào. Chắc là hai team à? Một thôi. Ca này. Bảy luôn thì mũ 3 giáp 3 rồi. Còn mũ 3 giáp 2 ở đây này. Chạy lốt bọn đầu này. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Ê! Có xe, xe à? Dạ kia kia. Còn ở kia kia kia. Ui trời trời mạng ơi. Nó là hợp lý. Bay kẹt nút đã. Giáp rồi. Bay mất giáp rồi. Kinh vãi cả trường. K98 rồi. Em có lâu rồi. Thôi đi tiếp rồi. Vào bo đi kìa. Mày tìm em mới tháp rồi à. Cái chỗ này này. Có tiếng chân ngay bên cạnh kìa. Ông này ở trong này này. Ơ là sau lưng mình có một thằng ấy. Anh vừa nghe tiếng chân mà nó vừa hiện tiếng chân lên không? Một thằng. Hai thằng. Ồ, cũng có thể. Ui, đấy, anh biết ngay mà. Sau nhà vàng, sau nhà vàng rồi. Nó làm cỏ đây này. Chết luôn rồi hay sao? Đâu rồi? Không. Kia nào. Kia. Đây. Kia. À đó kia lìa. Kia. Xe đến. Xe đến. Nó đâm vào nhà kìa. Đi luôn rồi. Cục vãi thề. Phê lòi. Bò. Bò à? Đi thôi. Đấy luôn, giờ nó chặn lại mình. Không, nó phải vào bo, nó phải vào bo mà. Cái thằng MK đâu ấy, cho xin ít đạn 7. Nguyên tìm đi vào hết. Ơ, con, Dương. Nó đang xa mà. Việt Nam. Đây, thấy này. Sao cục đá hướng em? Thằng này nó gặp được team mình, nó thấy xui vãi trưởng, đang đi xe rồi thành phố, bắn nó hiểu không? Một thằng ngoài bo. Không. Thằng ngoài bo. Nó bắn tôi kìa. Sau lưng kìa. Cái tem vừa lấy kìa. Anh bảo mà, anh biết mà. Một viên. Đang chặn cầu nhá. Ôi anh Lam ơi, từ từ. Bọn em vứt đôi thằng ở đấy đi. Nóc rồi, hai thằng cơ.
Năm rồi. Ân lốc ở đây. Ôi. Ô mẹ mày, thằng này đéo chết à. Còn 4 giây. Yếu rồi Ân, yếu rồi Ân. Yếu gì? Đi 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 đi. Ờ trận bo có một team trận bo nha. Trận cầu. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi đi, không qua không được. Bắt buộc phải qua đây, máu bắt đầu rút rồi này, đi đi nhanh. Chuẩn bị bắn này, ngay cục đá luôn nhá, ngay cục đá luôn nhá. Tới rồi kìa. Kìa bắn luôn. Mới một thằng chứ mấy. Bò phải đau nha. Bò phải lên đi. Không phải đi vòng quân là sẽ bị lật. Xe lật này. Yeah. Ừ đấy đấy. Vào đây. Có. Để spawn. Chết luôn. Rồi, xong chết rồi. Nhà. Ừ. Chết luôn. Xong rồi. Hay quá. Nhìn ra bên phải đi Ân, vào có một team ấy. Có xe ở đây này. Xe nó. Không có X6 đâu cả nhờ. Này em cho Lâm nữa. Đưa được 50 viên thôi. Tới xe này. Ai lấy 50 viên không? Đây. Nốc một này. Ồ. Đây. Đấy đạn 7 đây. Sang này có đạn 7 kìa. Sao lại có một thằng chạy ngoài bo vô nè. Em nó vừa lấy. Đi đi. Có sao ít không? Không có. Bo mình vẫn ở đây mà. Ơ, ừ, bo vẫn ở đây mà. Cho xe vào đây, cho xe vào đây. Thế như này. Đâu? 10 năm rồi. Ui vãi cả trưởng, chạy ra đấy không nhập thính nhá. Giờ ở nhà sẽ có ai không? Rồi có người rồi, luận đã nằm xuống rồi. Một thằng bên này nữa. Một thằng á. Hai thằng. Mấy chỗ sắc. Mấy chỗ sắc thôi. Nó bò luôn đây. À nó bò Nam ơi. Lùn ra sao em? Không biết. Em mình cũng bò. Điên à. Nổi. Nó rồi ngay chỗ sắc thôi, đóng nút đồ mà. Một thằng là 22. Đừng có lên. Wow. Bên này này. Hai thằng. Bên chính này cũng lấy nổi. Hai thằng, một thằng bên trái, một thằng bên phải. Anh nghĩ là mình nên lui về bên này, móc sang bên phải đi vào em ạ. Ôi. Nó nằm ngay trên góc đấy rồi, không làm gì được. Ra sao? Lấy xe vào bo đi. Lấy xe vào bo. Ok. Nam chạy sang phải lấy xe đi. Anh tiêm chích cả em ơi. Thua. Ok. Phê quá. Cầm súng lên anh ơi. Trời ơi, bo vào cái khu shooting range này mà không biết không bắn ở đây bao giờ luôn á. Ôm viền thôi, biết sao rồi. Đấy cái đồi này này. Nó bắn Nam à? Không. Lấy đồi chấm cam ý. Lên xe này. Em like, anh like. Em like, anh like đi. Lên vào chấm vào. Ok em ơi, công vào đấy luôn không? Không, thằng lẻ thôi. Đi. Đi đi đi. Chấm cam nó ra. Bên này có người nhá, bên này có người nhá. Bên này có người á. Ừ, vừa bắn nhau thôi đấy. Ừ. Ủa. Tôi nghĩ vào chấm cam hơn, chỗ này lộ thiên lắm. Chấm cam ở đâu? Đầu đồi bên kia cơ. Vãi nồi. Vào chui vào hầm à? Không. Cái viền Nam ạ. À. Ui cái viền thì bắn nhau kìa. Có người luôn này, dừng ở đây đi. Chưa cái đồi. Có một xe ô tô chạy qua bị chúng nó bắn nhá. Đây này hẳn là cái viền này luôn này. Rồi ok. Rồi đừng ra ngoài đi bao. Rồi. Chích viền đi luận. Cục đá kìa, cục đá kìa. Từ chích viền đã. Kìa. Ui.
vẫn đang trong. Chết. Kìa. Ui. Ui. Anh làm ơi, nó đứng yên đấy. Nó đứng yên đấy anh làm ạ. Cẩn thận sau mình. Nổ được cái nhà vệ sinh không? Không. Nó một à. Nó bắn bọn nào ấy nhỉ? Cục đá ở ngoài rìa bo ấy ông ơi. Cục đá ở rìa bo ấy. Cục đá này á? Tay tôi bị sao ấy? Tay... chết luôn rồi em ơi. Tay tôi bị rít với cả trưởng luôn á, không bắn được. Chuẩn bị lấy xe vào bo trước này. Ờ biết mà. Đánh ra cái hố gần có cái hang đi xuống, có vẻ là ok. Tay rít quá. Có chạy kìa, có chạy kìa, nó lưu ăn này. Đã thấy. Một viên, đi. Một viên, đi. Đâm xe vào hầm đi, Tay rít quá. Anh cũng đang bị nước mồ hôi ra nhiều quá. Đi không? Xong thanh niên ở trong rồi à? Xong rồi. Cục đá kìa, còn bọn cục đá kìa. Lấy xe ra đi. Ui, mấy đồi. Được. Lấy xe làm gì? Lấy làm gì? Lấy cái để ấy thôi. Ngồi cho có đồng, có đội. Có 5 thằng, một thằng khu cục đá. Thằng trước mặt đấy, thằng trước mặt đấy. Tinh lên rồi. Em biết rồi. Tâm bo luôn này, phê lòi. Gần đây này. Kìa kìa bên phải. Đi rồi. Mất rồi. Cắt kiểu gì nó nổ ngay trên đầu. Kìa kìa, xuống, ăn xuống. Ui. Trên đầu tôi có nha. Thẳng theo viền luôn, có cái khe hở giữa là có một thằng với xa hơn thằng. Nam ơi, sao lại quay bên kia? Vãi nồi. Anh ngồi ngay bên cạnh mà. Ngồi ngay bên cạnh bị bắn là đúng rồi còn gì? Quay cả là ngay trên đầu thì anh chạy lên. Chạy lên làm gì? Thôi nồi. Đây này, nó chạy này. Ui, anh ơi. Thôi bỏ thằng ấy bắn thằng kia. Trên đầu quá, để thằng trên đầu nó bắn hộ cho rồi. Đạn. Thôi nữa, chịu. Thôi ông ơi, cái này có khi cái xe nó chặn đấy, nó đùa đâu. Thôi, còn một nguyên tem rồi. Ừ, nguyên tim mà. Ông Nam này chơi kỳ cục. Đâu một thằng vừa bị lốc bên ngoài mà. Giết rồi, không phải lốc. Lấy xe vào. Ôi. Ngon. Đó, thêm quả nữa, đến cho lột xe luôn. Ôi, chết mẹ rồi. Bom bom. Xuống. Đây chỗ đây. Nhìn trên đầu quá. Chạy đi với con mẹ. Ô, hay. Ê, liệu. Hay! Thì là hay! Một phát khách lao lên tiền. Má kinh. Hát rồi. Ý quy vô cực luôn ý chứ đùa. Bạn bộ team này tiếc lắm ấy. Team này tiếc với cả trưởng luôn ấy. Thề. Mẹ ân quả top 1 trong quay ra camera rồi nó ngoan được. Ừ.
Người ta gọi là đỉnh cao phải không? Sáng nay mưa anh có phải đang buồn? Người giống như ai đừng buồn nữa nhé. Quanh quanh, có đồng đội xinh tự tin chiến thắng.